Trong vụ án chuyến bay giải cứu, chúng ta thấy có tình trạng nhiều bị cáo đổ lỗi cho nhau, giạch áo cho người xem lưng, làm mất mặt đàn ông. Tuy nhiên, những người tỏ ra bản lĩnh, dám làm, dám chịu, nhận trách nhiệm về mình, không phải là các đàn ông mà là những người phụ nữ. Ví dụ như là bà Mai Sa, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, đặc biệt là bà Nguyễn Thị Thanh Hằng. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng nằm trong nhóm tội đưa hối lộ, và bà đưa hối lộ, đồng thời chạy án, đưa hối lộ để chạy án với số tiền khổng lồ hơn 100 tỷ đồng, bà bị phạt 11 năm tu. Tức là bà Nguyễn Thị Thanh Hằng có hai giai đoạn, một là giai đoạn đưa hối lộ để nhận được giấy phép theo OF của các quan chức, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn đưa tiền cho ông Nguyễn Anh Tuấn nhằm chuyển giao cho Phó Giám đốc Công an Hà Nội, chuyển giao cho ông Hoàng Văn Hưng, điều tra viên cao cấp trưởng phòng 5 Bộ Công an, để Cục An ninh Điều tra Bộ Công an để chạy án cho Tổng Giám đốc Công an và cho mình. Trước tại cơ quan điều tra và trước tòa, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng thể hiện sự khí khái hiếm thấy của người phụ nữ, đó là dám làm, dám chịu, nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho ai hết. Và lời khai của bà nhất mực bảo vệ người mà mình đã nhờ cậy và tin tưởng, đó là ông Nguyễn Anh Tuấn. Ông này, Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã môi giới hối lộ số tiền hơn 61,6 tỷ đồng, một hành vi rất nghiêm trọng, lẽ ra án rất nhiều các gì, nhưng mà ông chỉ bị 5 năm tù thôi. Vì sao như vậy? Vì lời khai của Nguyễn Thị Thanh Hằng. Nguyễn Thị Thanh Hằng cho rằng ông Tuấn sai phạm là do sự nhờ cậy của mình. Vì ông Nguyễn Anh Tuấn quá tin tưởng Nguyễn Thị Thanh Hằng, nên Nguyễn Thị Thanh Hằng nhờ ông Tuấn, và ông Tuấn vì tình cảm với người em gái thân thương mà giúp đỡ Nguyễn Thị Thanh Hằng, và dẫn đến ngày nay Nguyễn Thị Thanh Hằng còn nổi răng mình sẵn sàng nhận án tù thay cho ông Tuấn, cứ cộng án của ông Tuấn vào án của Nguyễn Thị Thanh Hằng đi, Nguyễn Thị Thanh Hằng sẽ chịu tất cả. Và chúng tôi nghĩ rằng bà Nguyễn Thị Thanh Hằng không nói dối, đó là một lời nói thật trong một hoàn cảnh bi thương của con người. Con chim trước khi chết cất tiếng kêu thương, con người trước khi chết nói lời thật. Người tù tội đối diện án tù khủng khiếp như thế cũng không thể nào nói dối đâu anh các chị ạ. Đặc biệt là người phụ nữ kiên cường như bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, thật là đáng xấu hổ cho cánh đàn ông. Chúng ta thấy rằng nhiều người đã bị cáo đổ lỗi cho nhau, kịch liệt giật áo cho người xem lưng. Thí dụ như là ông Nguyễn Anh Tuấn và Hoàng Văn Hưng, phải không? Nhưng thôi, vụ án đã kết thúc phần sơ thẩm, chúng ta chờ phúc thẩm xem như thế nào. Chúng ta cũng không cần phải nói xấu và làm xấu thêm tình trạng của các bị cáo, dù là bị cáo nào. Một việc thứ hai mà chúng tôi cũng muốn trao đổi với các anh chị về bản lĩnh của người phụ nữ, đó là vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Ở đây có một câu hỏi, đó là vì sao ông Huỳnh Uy Dũng thoát tội? Thoát tội 331, thoát tội vu khống và thoát tội làm nhục người khác. Chúng ta biết rằng ông Nguyễn Thanh Tuấn, con bà Nguyễn Phương Hằng, đã làm rất nhiều đơn, nhiều thời gian gửi đến nhiều cơ quan, và những cơ quan đó đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu điều tra làm rõ các hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng. Trong các buổi live stream, ông Huỳnh Uy Dũng có mặt như thế là có đồng phạm hay không, và yếu tố nào để xác định ông Huỳnh Uy Dũng có phạm tội hay không phạm tội, theo các anh chị là gì vậy? Trước hết chúng ta trở lại với bản kết luận điều tra bổ sung, xem cơ quan cảnh sát điều tra nhận định như thế nào đã. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị điều tra bổ sung 3 nội dung, trong đó đáng chú ý là hai yêu cầu làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, có đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng hay không, khi có những lần ông Dũng tham gia các buổi live stream ở công ty Đại Nam ở nhà, đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo điều 156, 155 Bộ luật Hình sự. Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân.
theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự 2015 chứ không phải tội danh khác. Cũng may mắn cho bà Nguyễn Phương Hằng, bà vẫn có một tội thôi anh chị, nhưng mà khoản 2 bây giờ là múc khung là 7 năm tù. Tuy nhiên nó còn đỡ hơn là thêm tội khác. Thêm tội khác thì sẽ cộng dồn án và cũng rất xem xét khi giảm án tha tù. Mà chúng ta không mong muốn cho ai bị hại thêm phải không? Xấu thêm tình trạng bất kỳ ai phải không? Dù sao thì người ta cũng ở tù rồi, chứ không phải là vì tôi có mối quan hệ đặc biệt nào với gia đình ông Nguyễn Duy Dũng mà như vậy. Tôi vẫn là một người bạn của bà Đặng Thị Hằng Ni và nhiều người khác trong vụ án này. Tuy nhiên chúng ta phải nói một tiếng nói nào đó chung nhất và mang tính cộng đồng. Chúng ta ngã về phía nào cũng không đúng. Và họ cũng đang trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp về bí mật đời tư và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Bi Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, cụ nhà báo luật sư Thạc sĩ Hằng Ni, ông Thạc sĩ luật Hằng Ni, ông Quỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Quỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, dù không có mâu thuẫn gì với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của bà Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bên cạnh đó, để tăng độ tin cậy những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, tham gia vào buổi live stream của mình. Khi Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì Đặng Anh Quân tương tác phát ngôn về nội dung liên quan. Bị can Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Về hành vi của ông Quỳnh Quy Dũng, cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm. Hiện kết luận điều tra bổ sung cùng toàn bộ tài liệu. Vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận giải quyết. Tức là ông Quỳnh Quy Dũng đã được cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xác định hành vi vu khống và làm nhục người khác theo điều 155, 156 Bộ luật hình sự. Vì sao như vậy? Thưa các anh chị, với kinh nghiệm chúng tôi, trong vụ việc này, ông Dũng có thoát tội hay không? 90%, 80% là do lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng có những lời khai bất lợi cho ông Dũng, thí dụ như bà nói là bà có trao đổi và ông Dũng đồng ý cho bà lại làm live stream, thí dụ như bà nói là những nội dung bà làm live stream bà có kể ông Dũng nghe và ông Dũng đồng ý, và trong những cuộc đó ông Dũng ngồi cạnh bà và bà nhằm cổ vũ tinh thần cho bà, nhằm tăng thêm uy tín, tăng thêm độ tin cậy của thông tin những buổi live stream đó, thì ông Dũng khó mà thoát tội. Tuy nhiên bà Nguyễn Phương Hằng là một người rất đặc biệt, có sao nói vậy? Tức là trong những lần bà Nguyễn Phương Hằng live stream, chúng tôi cũng có điện thoại và trao đổi với anh Dũng rằng vì sao để như vậy, thì anh Dũng nói rằng anh Dũng không tham gia vào các buổi live stream đó, kể cả về nội dung và hình thức. Những lần live stream đó, ông Dũng lúc đó ông miệt mài với các xưởng làm găng tay và bình khí gì đó để cung cấp miễn phí cho các cơ sở điều trị bệnh Covid-19. Và đúng là sự thật là ông Dũng không có mặt, hoặc là hiếm hoi lắm mới có mặt thoáng qua, và không tham gia tích cực vào các nội dung, xây dựng nội dung, tán phát những điều đó. Và ông Quỳnh Quý Dũng cũng không có tài khoản cá nhân, kênh mạng xã hội nào riêng cho mình hết. Bà Hằng có sao khai như vậy? Một con người rất bản lĩnh. Và đây là tính cách từ hồi bé của bà Hằng. Bà đối xử với ai cũng rõ ràng, nhất mực, đúng sai, rõ ràng. Và bà cũng sẵn sàng ra tay với người khác nếu người đó có hành vi tàn độc với bà trước. Thí dụ như là bà đối xử những người đời chồng, tình nhân trước của bà, sẵn sàng đưa họ vào tù. Một con người rất rõ nét, người rất bản lĩnh. Còn chuyện tình cảm của họ với nhau, chuyện những bí mật của gia tộc, nhà giàu, chúng tôi không làm bàn, bà cũng không thể biết. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng qua những hoàn cảnh nghiệt ngã, thì tư cách và bản lĩnh của con người mới thể hiện rõ. Dù đó là ai, dù đó là thành phần nào, dù đó là xuất thân như thế nào, nhưng trước tòa, trước vòng lao lý, con người mới thể hiện tư cách thật của mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng 54 bị cáo của vụ án chỉ bà giải cứu đã kể lại câu chuyện của chính mình
Và chúng ta thấy rằng những người được nhà nước đào tạo bài bản, được học hành đàng hoàng, đã có tư cách đứng hàng như thế nào, đáng khinh như thế nào. Và có những người bình thường, là doanh nghiệp bình thường như bà Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hằng hay bà Mai Sa gì đó, là tỏ ra tư cách rất đàng hoàng, dám làm, dám chịu, và cũng khóc thương cho bản thân mình và gia đình, chẳng may rơi vào một hoàn cảnh nghiệt ngã, phải phạm tội như vậy. Như bà Nguyễn Thị Mai Sa đã book, đã thuê máy bay 9 tỷ đồng rồi, thì bây giờ bị làm khó thì như thế nào? Bà phải về và bán nhà để đưa tiền hối lộ nhằm lấy được cái giấy phép thực hiện chuyến bay. Hay là bà Nguyễn Thanh Hằng cũng vậy, đưa hối lộ, bây giờ bị phát hiện thì phải chạy án trước như thế nào? Và khi chạy án không thành công rồi, không đổ lỗi cho ai hết, nhận trách nhiệm về mình, nhận trách nhiệm về mình, một người như thế. Và một nhân vật thứ ba cũng là phụ nữ, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ATC. Vừa rồi cơ quan điều tra đã có một chiến công, đó là vận động được cái tổng trưởng của bà Nhàn là Đỗ Sơn gì đó, dân xin lỗi, ra đầu thú. Tuy nhiên, ông Sơn dù là tới tổng trưởng nhưng vẫn không có những thông tin trực tiếp đến nơi mà cơ quan điều tra mong muốn tìm kiếm, đó là những trùm cuối ở chức vụ rất cao. Và chúng ta nhớ rằng bí thư chủ tịch của một tỉnh trong vụ án bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã họp mặt với nhau và nói rằng bây giờ muốn tăng ngân sách cho địa phương làm dự án đó thì như thế nào. Thì một vị nói rằng việc này phải nhờ Nhàn thôi, khi Nhàn rất thân mật như là người yêu hay là người em bé gái thân thương vậy. Và đúng là sau đó ngân sách được tăng rằng, để chúng thấy rằng ngân sách nhà nước, chính phủ tăng cho một địa phương số tiền cực lớn như thế, thì quyền lực của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như thế nào? Chúng ta nhìn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chúng tôi đã gặp bà Nhàn, chị Nhàn ở ngoài rồi, người phụ nữ mong manh như những giọt sương, nhưng lại có sức mạnh vô biên như vậy. Và trong hoàn cảnh nghiệt ngã, bà chấp nhận cuộc sống lưu đày biệt xứ, chứ không khai ra và không để lại bất cứ một dấu vết gì để truy tới những người có lẽ là người anh thân thương của bà, hay là những người đã giúp đỡ bà trên con đường làm ăn. Và cách đây cũng rất lâu rồi thưa các chị, có một vụ án cũng rất ghê, đó là vụ án ở Thảo Cầm Viên. Một anh phó phòng kế toán đã bị tố cáo giám đốc, tôi xin lỗi câu chuyện này rất xa rồi tôi không nhắc tên, tố cáo giám đốc. Và một người phụ nữ trong công ty đó đã thuê công đồ đánh dằn mặt anh này, nhưng chẳng may làm anh này chết. Và trước cơ quan điều tra cũng như trước tòa, phụ nữ này nói rằng việc này là hoàn toàn tự nguyện của mình, mình vì tình cảm với giám đốc và thấy anh kia làm đơn thưa thấy ảnh hưởng đến uy danh giám đốc, uy tín giám đốc, nên thuê cô đồ đánh dằn mặt, chẳng may gây chết người mà thôi. Và cô này ban đầu bị tuyên án tử hình, sau đó phúc thẩm thì được xuống chung thân. Và chúng ta thấy rằng đúng là đàn bà rất bản lĩnh phải không, nhưng dù bản lĩnh cỡ nào thì vẫn lụy di tình, lụy tình chưa dứt, cho dù đó là Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Phương Hằng, Nguyễn Phương Hằng hay là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi nữa. Xin cảm ơn các chị rất nhiều.